Đơn Nguyễn xin chào tất cả các bạn. Wow, một tuần trôi qua thiệt là lẹ ha. Và bây giờ, ngày hôm nay Đơn Nguyễn đã gặp lại các bạn trong top 10 tháng cover số thứ 2. Đây là bảng xếp hạng dành cho những ca khúc cover đỉnh nhất của giới trẻ được bầu chọn tại Yang.vn. Tuần vừa rồi, chúng ta đã có dịp thưởng thức những ca khúc cover rất là ấn tượng như là cover tiếng Nhật Say You Do nè, Khuôn mặt đáng thương của cô nàng Võ Yvonne nè, hay là những bản cover vũ điệu Cồng Chiêng của những anh chàng học sinh vui tính dễ thương. Trải qua một tuần rồi, cho nên chắc chắn trong bảng xếp hạng, chúng ta sẽ thấy được những vị trí xáo trộn bất ngờ. Rất là nhiều ca khúc được yêu thích từ V-pop cho tới US, UK đã được cover lại theo phong cách riêng và rất sáng tạo. Và ngày hôm nay, bản cover nào dẫn vị trí đầu tiên? Và bản cover nào bị knock out, nhường chỗ cho những bản cover mới? Tất cả đều có trong top 10 thánh cover. Trong tuần vừa rồi ha, chúng ta đã được xem nhiều clip cover rất là dễ thương, mang nhiều chất sáng tạo. Tuy nhiên, có những bản cover chắc là có thể là chưa được xuất sắc lắm, chưa được ấn tượng lắm, cho nên chắc là sẽ không được trụ cho bản xếp hạng. Mà thay vào đó, Don sẽ gửi đến các bạn hai bản cover mới toanh. Các bạn hãy nhớ đón xem top 10 tháng cover từ đầu tới cuối, đừng có bỏ lỡ phần sau nha. Don sẽ không để các bạn đợi lâu đâu. Chúng ta hãy cùng nhau điểm danh top 10 bản xếp hạng tháng cover tuần này nha. Cuối cùng là Cúp Sò. Gần chót là ca khúc Người Ấy. Ở vị trí số 6, See You Again. Ở vị trí số 5, Thinking Out Loud. Ca khúc Vì Ai Vì Anh. Còn bây giờ, chúng ta hãy điểm qua ba bản cover có lượng view cao nhất. Đó là ba bản cover nào nhé? Ở vị trí thứ ba là một ca khúc đã làm mưa làm gió trên YouTube trong thời gian vừa qua. Đó là một cô gái sở hữu giọng hát khủng nhưng cũng không kém phần ngộ nghĩnh, mà mọi người thường đặt cho cô biệt danh cô gái vừa hát vừa ăn kẹo. Các bạn đã biết đâu nói tới ai rồi đúng không? Vâng, đó chính là chị Vũ Thị Phượng. Xếp trên clip của một cô gái vừa hát vừa ăn kẹo một bậc, đó là clip của một cô gái có khuôn mặt rất là dễ thương nhưng lại cover ca khúc Khuôn mặt đáng thương. Chắc chắn các fan của Sơn Tùng MTP sẽ rất quen thuộc với cô gái này, bởi vì theo Don được biết, cô gái này không chỉ cover một ca khúc của Sơn Tùng đâu. Võ Yvonne đã thu hút được rất là nhiều lượt xem trên Yang.vn và giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tuần này. Chắc là Don phải tìm ca khúc của anh Sơn Tùng, Don cover lại, Don sẽ kiếm được nhiều lượt view, đặc biệt là fan của Sơn Tùng. Cuối cùng cũng đã đến lúc Don công bố vị trí quán quân của bảng xếp hạng top 10 tháng cover tuần này rồi. Don xin chúc mừng bản cover See You Do của mình Ghost đã dẫn đầu bảng xếp hạng top 10 tháng cover tuần này. Xin chúc mừng nha. La 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 la. Các bạn của Yang News,
Mình là Mean God. Thì ban đầu thì mình làm là cùng với các bạn làm là để vui thôi. Nhưng mà sau đó thì không ngờ là nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ mọi người. Thì tại vì mình cũng thích văn hóa của Nhật Bản. Thì từ đó tới giờ thấy là đa số mọi người là cover từ những tiếng nước ngoài khác sang tiếng của mình. Nhưng mà chưa bao giờ có ai làm điều ngược lại. Thì mình muốn thử làm một cái gì đó khác đi để đưa cái âm nhạc của Việt Nam ra với các nước bạn. Hạnh phúc khi có một người bỏ thời gian ra đầu tư cho bài hát của mình, của bản thân mình. Đó là điều hạnh phúc đầu tiên của Tiên. Và Tiên mong là các bạn sẽ luôn có nhiều năng lượng, luôn có nhiều niềm hạnh phúc để có thể sáng tạo hơn nữa trong những dự án tiếp của các bạn. Có thể không cover bài của Tiên nhưng được, nhưng mà Tiên thấy các bạn rất là có tài năng. Yeah, chúc mừng các bạn. Và tuần này chúng ta có hai bản cover mới được đề cử. Bản đầu tiên là một bản mashup cover rất là dễ thương của cô nàng chuột thổ Cẩm Lê Chi. Cô nàng đã khéo léo pha trộn 6 ca khúc cực kỳ đáng yêu: Yêu, Nhớ, Lonely, Luôn Bên Anh, Crying Over You và You and I. Điều đặc biệt là trong bản mashup này có phần góp giọng của bạn trai của cô trong phần rap rất là chất. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua nhé. Cô gái on top, mà chỉ cần son môi hay thêm phần em vẫn khiến nốt nhạc anh thăng hoa. Như tư tú ngủ vùi và xoay vần, anh muốn nói với em một điều là I can be your lover, I can be your dreamer. Ca khúc thứ hai được đề cử trong bảng xếp hạng tuần này là một ca khúc tuy đã cũ nhưng đã từng được các bạn trẻ yêu thích trong giai đoạn thịnh dòng nhạc Tiên. Ca khúc được mang tên Nhỏ Lớp Trưởng. Và ngày hôm nay, ca khúc cover Nhỏ Lớp Trưởng có thể sẽ đốn tim các bạn trẻ thêm một lần nữa với sự thể hiện của Gino Tống và Lục Anh. Kể từ ngày hôm đó, nhỏ cũng không la ó và cũng không thèm ngó để mình qua một xó. Chẳng còn ai chăm lo và mình tìm thấy tự do, nhưng lại thiếu cái gì khiến cho mình lại khó chịu. Nắng lấp lánh trên cầu đời chim hót khẽ tiếng nói em yêu anh rồi. Vậy là thời gian đã hết rồi, Don rất là tiếc luôn, bởi vì Don còn rất là nhiều clip độc đáo mới lạ muốn chia sẻ với các bạn nữa. Nhưng không sao hết, để dành tuần sau ha. Các bạn hãy nhớ đón xem và bình chọn cho những clip cover nào mà mình yêu thích trên trang yan.vn. Còn nếu bạn nào mà muốn thử sức mình đó, muốn giới thiệu với bạn bè của mình cũng có thể ca hát, có thể cover lại được, thì tại sao các bạn không thử quay clip lại và gửi sản phẩm về cho chúng tôi theo địa chỉ top 10 tháng cover amokyan.vn. Và các bạn nhớ lưu ý nha, mỗi một video clip các bạn gửi về, độ phân giải thấp nhất phải là 480. Biết đâu được những clip của các bạn sẽ xuất hiện vào bảng xếp hạng tuần sau thì sao? Đó nè, bây giờ Đoàn Dạy Đoàn cũng làm một clip luôn á, Đoàn sẽ tham gia với các bạn cho vui. Bây giờ, Đoàn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Top 10 tháng cover.